Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì phải nói là lâu lắm rồi Hùng mới lại có cơ hội đi lên phi trường LAX để đón người. Có thể nói là với Hùng thì phi trường này 5 tháng trước đây vô cùng thân quen, bởi vì cuối tuần nào Hùng cũng phải xách vali để lên trên này bay show. Nhưng mà suốt 5 tháng nay thì do Covid-19 cho nên là không có còn cái cơ hội bay show nữa, cho nên là 5 tháng rồi không có lên phi trường này. Ngày hôm nay thì trong một dịp tình cờ người bạn rủ lên đây để đi đón dùng người thân. Bên Việt Nam qua thì mới được trở lại trên này, và đúng là trong mùa Covid thì mà cũng đã thấy là tình hình phi trường, đây là đường vào là bình thường rất là đông, nhưng mà ngày hôm nay thì tự nhiên là theo cái cảm nhận của riêng Hùng thôi thì ngày hôm nay cái lượng xe đổ vào phi trường LAX không có nhiều. Hùng đang đi trên V-Way 105. Từ hướng này thì Hùng sẽ đi vào phi trường luôn, không phải lòng vòng qua phố. Lúc trước là đi mấy cái đường này là kẹt cứng ngắc luôn, xe rất là đông. Nhưng bây giờ thì có lẽ là do cái số chuyến bay bị hủy rất là nhiều rồi, cho nên là phi trường lâu lắm rồi phi trường LAX mới có cái khung cảnh mà nó quang đãng như thế này. Trở lại phi trường lòng bồi hồi, cầu nguyện làm sao cho con quỷ Covid-19 nó sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường, để lại được bay show chứ như thế này không biết thế nào. Đó, đường vô phi trường mà vắng như thế này đây. Một sự buồn không hề nhẹ. Đó, bây giờ là rẽ đây mà cắm tí xíu nữa là tới phi trường rồi, vào bên trong phi trường rồi. Bình thường là mấy cái khúc này là trời ơi đông nghẹt luôn. Trên đầu mình là đường băng của máy bay đó. Vô cái đường hầm phải mát rồi luôn này. Trời ơi, phi trường vắng teo. Trời ơi, phi trường quá vắng luôn. Oh my god. Chuyến bay nội địa và không nhiều lắm, nhưng chuyến bay quốc tế cũng có mà không nhiều lắm. Đó, đường phía dưới này là dành cho đón người tới.
còn đường trên là dành cho tiễn người đi. Đây là sảnh đến của quốc tế của phi trường Lod. Không thể tin được luôn là bây giờ là cái khung cảnh nó ảm đạm như vậy. Trời ơi. Hai nhân vật đi đón khách ngày hôm nay. Đây là đường vào để đón và phi trường LVS. Khung cảnh nó này. Vắng lặng luôn. Vì chỉ còn một số bay, chuyến bay rất là ít cho nên là phi trường vắng lặng quá. Hình như mấy tiệm nước đóng cửa luôn rồi. Đây là khu vực sẽ đón. Vắng vẻ quá. Hôm nay thì đi đón cùng với Hùng là một trong những cô cháu rất là xinh gái. Đây, đây là ái nữ của nam ca sĩ Lê Hoàng Hiệp. Ngày hôm nay cũng đón bạn ở đây. À, còn đến đây con có thấy cảm giác gì không? Hơi bồi hồi ạ. Hơi bồi hồi. Nhưng mà cũng vui tại vì con với cả Sinh Ca lâu lắm rồi không được ở gần nhau ấy. Ừ. Bây giờ lại được, đúng là có duyên. Nơi này hình như là mấy tháng trước con đến đấy nhỉ? Con đến là bao mấy tháng trước ta? Con đến đây khoảng 7-8 tháng trước. Đó, 8 tháng trước cô bé này cũng từ Việt Nam qua đây để định cư với bố. 8 tháng rồi đó. Con thấy bồi hồi không? Khung cảnh quen thuộc thấy bồi hồi đúng không? Đó. Cũng ít người vậy luôn hả? Wow. Còn đây là bà mẹ đang cổ dài nhất. Bà mẹ đang chờ con. Đó, lát nữa thì những khách mời đặc biệt của chúng tôi sẽ xuất hiện. Sao cảm giác thế nào? Cái cổng chờ sân bay ấy là một cái chỗ mà chứa chứng kiến nhiều nước mắt nhất và nhiều nụ cười nhất. Ừ. Mà mình thì thấy nước mắt nhiều quá rồi, hôm nay chỉ thấy cười chứ chưa thấy muốn khóc gì cả. Nói chung là ngày hôm nay quán triệt sẽ cười đúng không? Không khóc đúng không? Cười rồi, không khóc. Anh rồi, đây có bên Na làm chứng nha. Đó, đó làm chứng. Rồi, ok. Cắt vấn thế. Ok, rồi. Có hai người làm chứng ở đây. Chúng ta cùng chờ nhé. Đẩy ra kia. Đây đây con, đẩy mạnh lên. Đây, đẩy ra đây. Welcome to America.
Okay, let's go.